với mình ý, một buổi sáng mùa đông hoàn hảo sẽ là lên phố ăn một bát phở, sau đó về Nguyễn Hữu Huân uống cà phê trứng và cuối cùng sẽ kết thúc bằng một chiếc kem ở Trang Tiên. Bà im đi. Bà biết bây giờ mấy giờ được không? Giờ... Hẹn tôi từ 7 giờ sáng, bây giờ là 2 giờ chiều rồi. Ăn phở đi. Mình có thể ăn cái khác mà. Cái gì? Anh có thích ăn mùa đông ăn gì ạ? Anh có thích ăn cháo sườn không? Thôi rồi, đi cái gì cũng được, đói quá rồi, đi luôn đi. Let's go. Hiện tại thì chúng mình đang ở số 39 Hàng Điếu và đây là quán cháo sườn bà Lợi Còng. Bây giờ chúng mình sẽ thử xem là hương vị của nó như nào nhá. Bây giờ chúng nó ăn, tôi chưa ăn cái gì anh em ạ. Thì đấy, đầu tiên là anh có hỏi Vân Anh đi, một cái bát cháo này giá bao nhiêu tiền? 25.000. 25.000 mà full topping. Chỗ này nó rẻ hơn cái quán ở Xuân Hồ Xuân nhá. Cái suất anh nhớ là có 40.000. À, mình hiểu, bát topping là full topping là 40.000 thì thôi, đúng không? Với cả em thấy ở chợ Đồng Xuân với đây khác nhau là cái quẩy. Em thích quẩy kiểu này hơn bởi vì quẩy ở chợ Đồng Xuân giòn hơn quẩy này, quẩy dẻo. À. Đó. Lần đầu tiên ăn ấy thì em cảm nhận thế nào so với ở cái cháo bình thường em ăn nhà? Cái texture của cái cháo này rất mịn nhá. Kết cấu ở đó. Thì hình như là họ xay đúng gạo rồi, ra. Cái này là cháo họ xay ra. Còn cái cháo bình thường ở nhà mình thường mình chỉ vo gạo qua mình thôi. Mình chỉ vo gạo xong rồi, kiểu nấu thành cơm nó cho đổ thêm nhiều nước thành cháo thôi. Các bạn ạ, bây giờ chúng mình đã ăn xong cháo rồi. Và theo anh và theo Hải thì bây giờ chúng mình sẽ ăn thêm món gì nhỉ? Anh nghĩ là nên ăn cái gì nó ngọt ngọt hay là nó có tí đường tí. Đúng. Em thèm ăn đồ nước nước ý. Anh bánh trôi đi. Bánh trôi còn đây có một quán khá ngon. Bánh trôi tàu. Bánh trôi tàu. Mua Hàng Điếu luôn. Thì hiện tại chúng mình đang ở 80 Hàng Điếu. Thì cái quán này là cái quán vỉa hè thôi, nhưng mà nó cạnh cái quán bánh mì bát tay con đèn. Đấy thì các bạn ra đây. Một quán đây là một quán cũng khá là nổi tiếng thì phải. Chúng mình đã gọi được 3 bát. Rất là nóng, khói bốc nghi ngút luôn. Ồ, cái món này mà ăn ở đâu thì gọi là chuẩn luôn nhỉ. Nhìn to nhỉ, nhìn cái bánh cái to ấy. Ờ. Nóng trong một cái bát này thì sẽ có lạc này, có gừng này, có bánh trôi. To lắm, trời ơi. Hình như bên trong cái nhân nó có mè thì phải. Nhân đậu xanh. Như mình phải ăn mình mới mè biết được. Mè đậu xanh, mè đậu xanh, tùy từng nơi. Không có để nhân đậu xanh. Sao nhân này nên cái này. Trong cái mè này nó sẽ có dừa. Có mè, có dừa. Có dừa nữa. Cũng ngọt đúng không? Cái nước này ấm nhỉ, ăn kiểu anh thấy cái món này ăn ngon ấy là ngon ở cái nước. Khi mình ăn vào thì cảm giác là cái nước nó ngọt ngọt hơn, nó hơi ấm ấm hơn cả tí gừng ấy. Ăn rất là kiểu thanh. Ờ nó thanh, không biết tả thế nào nhưng mà kiểu ăn vào nó rất là hợp với mùa đông này. Nó ấm người. Còn cái nhân thì thực ra là anh thích ăn nhân đậu xanh hơn nhá. Cái nhân mè thì anh cảm giác là hơi nó hơi bị nhạt à. Anh không hợp với anh lắm. Em thích nhân mè, nhân mè rất là thơm. Thích nhân mè á? Ờ. Ừ. Anh thì ngược lại, anh thích nhân đậu xanh hơn. Tại thì ở đây đang có hai bác đang ngồi nặn bánh và có xin phép phỏng vấn bác một chút nhá. Quán nhà mình mở được bao nhiêu năm rồi ạ? Cô mở 35 nay rồi. 35. Khung giờ từ mấy giờ đến mấy giờ ạ? Từ 10 giờ cho đến 11 giờ. Cô muốn hỏi là một ngày nhà mình bán được bao nhiêu bát ạ? Một ngày nhà cô bán được tùy, có ngày đắt ngày ế cứ được khoảng 1-200 bát thì đấy. Vâng, rất nhiều luôn đấy. Ok, và đây là quán thứ 3 mà chúng mình đến. Thì đây là một quán chân gà nướng, có địa chỉ là số 1 Cao Đạt. Quán này thì cũng rất là nổi tiếng rồi, bởi vì mình cả nhà mình hay ở đây. Cho nên là mình giới thiệu cho anh đến đây ăn. Anh ăn lâu rồi? Anh ăn đây lâu rồi. Anh thì ăn ở đây ngon như là anh mình giới thiệu chứ. Hay ăn chân gà ở Phạm Ngọc Thạch. À có, ngày xưa anh hẳn đấy. Ngày xưa cái chỗ một khu đúng không? Một khu đúng rồi, đúng rồi. Thì quán này ăn ngon hơn đấy. Thật à? Ờ, anh ăn ở đấy hai cả hai rồi. Thôi hãy cùng mình kiểm chứng. Ừ, kiểm chứng nhá. Cái này bao nhiêu nhỉ? Cái bánh mì bao nhiêu? Bánh mì anh nhớ là hình như là 10.000 một cái, 2 cái rồi đấy. Còn chân gà là 20.000 một xiên. Cánh gà là 25. Cánh gà là 25, đúng không? Chân gà là một xiên, hình như là một cái là một. Ừ, cái cánh gà là 25 một cái, còn chân gà là 20.000 một xiên hai cái. Ờ đúng rồi, xiên hai cái. Nói chung ăn này ăn thử đi, ngon cực, ướp ngon lắm. Ăn thử đi. Ok, chúng ta sẽ thử bánh mì đầu tiên. Bánh mì nướng mật ong, vừa mật ong. Hoặc cả bơ đường anh cũng được lắm, nhưng mà ngon lắm, ngọt. Vậy bánh mì cũng chấm với chấm được mà. Ăn em thích chấm được mà không thích cay gì được chứ. Ừ. Em ăn thử cái chấm. Ngon đấy. Ừ. Không là ngon đấy. Nó giòn đấy. Ừ. Mật ong rất là giòn. Có bơ ấy, đúng không? Ừ, bơ không. Đỉnh vậy. Anh ấy không nên, anh không bị gặm chân gà nướng cho lắm. Anh đi ăn cánh không? Em cũng thế. Bây giờ ăn dưa góp nó sẽ giải người ấy. Ừ, đúng rồi. Anh ăn chân đi. Chân cũng to đấy. Ngon. Ừ. Vị nó có kiểu một kiểu anh cảm giác là gia vị mì tôm ấy, hay là vị gì đấy. Muối ớt nữa cả. Muối ớt với cả mật ong. Đúng rồi.
vỏ cũng giòn, kiểu với lại không bị xém quá ấy. Đúng không? Không bị xém. Thì bây giờ mình ăn cái đã. Thì giới thiệu thế thôi. Thì hẹn các bạn ở các video sau nhé. Nhớ like, share và subscribe của Ăn Chơi. Và nếu mà các bạn muốn ăn những món gì ấy, thì hãy comment ở bên dưới. Đúng rồi, kể cả chỗ chơi cũng thế. Thì các bạn.